32. Chúa công, thần đã đỡ nhiều rồi. Tay của ngài bị sao vậy? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Không có gì, chỉ là cần điều trị phải như vậy thôi. Đã loại bỏ hết chất độc rồi, từ từ điều dưỡng cơ thể là được mà. Hơn một năm gần đây, đối đầu với Diên Thiệu đều nhờ có ngài hết lòng giúp đỡ, khiến sức khỏe của ngài hao tổn rất nhiều. Chờ về tới Hứa Đô, ta nhất định sẽ tìm danh ni tốt nhất cho ngài. Ngài không cần lo lắng nữa. Phụng Hiếu vẫn còn trẻ, ta còn mong người sẽ phò tá Tử Kiến. Cho nên, nhất định phải giữ gìn sức khỏe. Chúa công, lần này đại thắng thật ra là nhờ vào Thiên Tử. Đây là lý do ngài cố ý để Thiên Tử tới Quan Độ à? Đúng vậy. Ta và Hán Thất vốn bằng mặt không bằng lòng, ta không tin là Thiên Tử sẽ thật lòng quy phục. Rốt cuộc Phụng Hiếu đã nói những gì với Thiên Tử? Không có gì, thần chỉ là cho Thiên Tử một cơ hội để người ra ngoài nhìn ngắm thiên hạ và tự chọn lựa người có thể kết thúc chiến loạn này. Ta thật sự không hiểu. Với sự hiểu biết của ta về Thiên Tử, hắn tuyệt đối sẽ không làm những chuyện như vậy. Lần này lúc thần trở lại Hứa Đô, cảm giác bệ hạ có sự thay đổi rất lớn. Trong mắt bệ hạ không chỉ giới hạn ở việc coi chúa công là kẻ địch chính. Hai năm nay, đúng là Thiên Tử đã thay đổi rất nhiều. Ta cảm thấy lạ, là rốt cuộc hắn đã trải qua chuyện gì? Thật sự hắn đang có mục đích gì? Nhà Hán đã không còn là nhà Hán của ngày xưa nữa rồi. Không ngờ hắn có thể gây dựng quan hệ với Tư Mã Gia. Tư Mã Ý tuổi tác còn trẻ, đột nhiên nhận được sự trọng dụng của Thiên Tử, dựa vào tài năng để khoe khoang, tự cho là vì thiên hạ. Thần nghĩ là qua chuyện này, hắn sẽ bớt tự mãn. Giai nhân tuyệt thế, danh sĩ khuynh quốc đều là người bên cạnh của Thiên Tử, giữ lại cho nhân gian bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Chúa công không truy cứu Tư Mã Ý, đúng là tấm lòng rộng lượng. Những người Phụng Hiếu muốn che chở đúng là không ít. Danh sĩ khuynh quốc, cô nương đó cũng như vậy sao? Thần muốn cầu xin chúa công một ân điển. Phụng Hiếu nói vậy thì xa cách quá. Trước giờ ta vẫn luôn cho ngài quyền tự quyết lớn nhất. Nếu như cô nương đó có thể mang cho ngài một chút vui vẻ, ngài cứ tự nhiên. Đa tạ chúa công thành toàn. Nhưng mà Tư Mã Ý thì khác. Nguyên nhân mà ta thả hắn trở về là vì ta vẫn chưa hiểu rõ bí mật của hắn, sợ giữ hắn bên cạnh sẽ trở thành nuôi ong tay áo. Đợi về tới Hứa Đô, những thay đổi biến động đã bỏ lỡ hai năm qua, ta phải bù đắp lại thật xứng đáng. Ngài nghỉ ngơi đi.
Nhị ca. Tự kiến. Huynh trở về thì tốt quá rồi, làm đệ lo muốn chết luôn. Huynh không bị thương chứ? Vậy thì tốt. Phụ thân phái người tìm huynh khắp nơi, nhưng mà có đúng là Dương Diệt đã bắt huynh không? Đúng. Dương Diệt bắt cóc huynh tới Diên Doanh. Huynh nhân lúc Diên Thiệu đại bại, quân doanh hỗn loạn, giết chết lính canh mới trốn được. Nếu vậy tốt quá, phụ thân lo cho huynh lắm. Huynh mau tới bái kiến phụ thân đi. Ừ. À phải rồi, mẫu thân cũng tới đây. Mẫu thân cũng tới sao? Ừ. Sau khi huynh rời khỏi nhà, mẫu thân lo lắng cho huynh tới không ngủ được. Bọn đệ lại không dám nói thật cho người biết, chỉ nói với người là huynh dẫn binh ra ngoài tuần tra, mai mà huynh quay về. Mẫu thân đang ở đâu? Bên kia. Huynh đi bái kiến mẫu thân. Tử Hoàng. Tử Hoàng, sao con lại không hiểu chuyện vậy chứ? Không từ mà biệt, con có biết mẫu thân lo như thế nào không? Ra ngoài hết đi. Vì Nhi, con làm sao vậy? Con biết hết rồi. Con biết chuyện gì? Mẫu thân sai Trương Tú giết chết đại ca. Con nói bậy gì vậy chứ? Có phải nói bậy hay không? Chắc mẫu thân là người hiểu rõ hơn con. Giết con gạt chồng, làm sao mẫu thân đối mặt với phụ thân? Làm sao đối diện với con và tam đệ tứ đệ? Im miệng. Đây không phải là lời con nên nói ra, càng không nên nói ở đây. Mẹ, năm đó con mới 10 tuổi, con được đại ca đưa lên ngựa mới thoát ra ngoài. Quay đầu lại, con nhìn thấy đại ca chết trong mưa tên. Đã nhiều năm trôi qua, và tới nỗi nằm mơ, con cũng mơ thấy cảnh tượng ngày đó. Mẫu thân làm gì ai? Không phải là vì ba huynh đệ các con sao? Thứ các con đối diện chính là thiên hạ, không phải là ân oán nhỏ bé trong gia tộc. Vì các con, tội lỗi gì mẫu thân cũng sẽ gánh chịu hết. Nhưng đâu phải là vì con. Mẫu thân làm vậy là vì tứ đệ thôi, không phải vì con. Mấy năm nay con vẫn không hiểu nổi, con đã cố gắng như vậy. Phụ thân thích thơ, con liền học thơ. Phụ thân chinh chiến, con liền học võ. Con là con trai trưởng trong nhà, tại sao lại không nhận được sự yêu thương của phụ thân? Cuối cùng thì con cũng đã hiểu được, là trong mắt của phụ thân, nguyên nhân đại ca chết là vì con. Con chính là một tai họa. Con ước gì năm đó được chết chung với đại ca, như vậy hai người sẽ thoải mái. Con nghĩ phụ thân không thích con là bởi gì? Vì những chuyện con vừa nói hay sao chứ? Người phụ thân con cần là anh hùng, có thể kế thừa sự nghiệp của ông ấy, chứ không phải là một đứa trẻ ấu trĩ đặt hết tâm trí vào chuyện tranh giành sự yêu thương. Người mà ông ấy cần chính là một người có thể tiếp quản đại cục, một người có thể kết thúc thời loạn này. Người như vậy có thể chịu đựng nhục nhã, gánh vác tội lỗi, cho dù là tình cảm khó khăn đều không thể nào lay chuyển. Tử Hoàng, bái kiến phụ thân. Ta đã biết chuyện của con rồi.
con tự ý hành động, suýt nữa gây đại họa, xin phụ thân trách phạt. Không, con đã cứu bệ hạ, lần này con đã lập được đại công. Có lẽ Đường tỷ tỷ đã đỡ hơn nhiều rồi, cô yên tâm đi. Bây giờ Đường Anh không sao rồi, chúng ta nên bàn về chuyện của Đệ và Tào Tháo đi. À đúng rồi, Đệ và Tào Tháo có giao ước, hắn sẽ tuyên bố với bên ngoài Đường Dương Phi đã chết rồi, vậy nên huynh có thể dẫn tỷ ấy đi. Giao ước với Tào Tháo? Để giao ước với hắn lúc nào? Tại sao ta lại không biết? Để kêu ta thả Tàu Phi trở về để đệ cùng nội ứng ngoại hợp. Rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Trọng Đạt à, xin lỗi huynh. Khi đệ đối diện với Viên Thiệu thì mới biết được là hắn sẽ tiêu diệt nhà hắn. Tào Tháo không làm vậy sao? Xương máu của bao nhiêu người để nó quỷ là quỷ hết sao? Nếu như đánh đệ một trận có thể làm cho huynh hết giận thì huynh cứ đánh đệ đi. Đệ thừa nhận đệ có lỗi với mọi người, nhưng mà xương máu của chúng ta không quan trọng bằng máu tươi của bách tính toàn thiên hạ này. Nếu như trận chiến quan độ Viên Thiệu là người thắng cuộc, bước tiếp theo hắn sẽ phế nhà Hán tự xưng đế. Dù đệ có thể thu dọn tàn quân của Tào Tháo để đối đầu với hắn, nhưng vẫn sẽ khiến cho thế cục của Trung Nguyên chỉ càng thêm hỗn loạn mà thôi. Tranh đấu giữa đệ và Tào Tháo là tranh đấu quyền lực, không nên biến thành chiến tranh để gây hại cho bách tính. Vậy đệ có biết là Tào Tháo còn đáng sợ hơn Viên Thiệu gấp ngàn lần, gấp trăm vạn lần không? Mồi lửa đó ở Dương Võ không chỉ thiêu rụi hết lương thảo của Viên Thiệu, còn thiêu rụi hy vọng phục hưng nhà Hán của các ngươi. Thứ đệ hủy hoại chính là cơ hội quý giá để phục hưng nhà Hán. Từ nay về sau, thế lực của Tào Tháo ngày một tăng lên, dù là trong triều đình hay là trong thiên hạ, Hán thất của đệ chỉ còn lại chút hơi tàn, lấy gì để tranh đấu với Tào Tháo dù là một mảnh đất nhỏ chứ? Sẽ không đâu. Nếu như Tào Tháo chiến thắng, thế lực chắc chắn sẽ tăng thêm, nhưng mà Hán thất cũng sẽ có được sự ủng hộ của các đại thần và binh lính phương Bắc. Hán thất chính thống vẫn còn, cái danh đại nghĩa vẫn còn, chỉ cần lòng người trong thiên hạ không đổi, Tào Tháo chung quy vẫn không dám vượt quá bổn phận quân thần. Hơn nữa đệ vẫn đang cố gắng lấy lòng của Quách Tế Tửu và tuân lệnh quân. Đệ tin là chúng ta sẽ có được thế cục cân bằng mới. Ngu xuẩn. Hy vọng sau này đệ sẽ không hối hận. Đệ tuyệt đối sẽ không hối hận. Được, quyết định của đệ ta không thể thay đổi, nhưng mà lần này ta sẽ không giúp cho đệ nữa. Ta muốn đưa Đường Anh rời khỏi đây, có thể sẽ không trở về triều đình nữa. Hy vọng bản thân đệ có thể khống chế cục diện. Nè, không ngờ ta theo phụ thân tòng quân một năm
mà đã bỏ lỡ rất nhiều chuyện văn đàn ở Hứa Đô vậy sao? Văn đàn Hứa Đô tổ chức là vì công tử, không có công tử ai lãnh đạo chứ? Không dám, không dám. Lúc ta còn ở Hứa Đô đã nghe danh Dương công tử là một nhân tài hiếm có, chỉ là lúc đó ta vẫn còn nhỏ tuổi, tài năng kém cỏi. Hôm nay được gặp, vậy là đã có thể nhờ Dương công tử bình phẩm thơ của ta rồi. Tử kiến công tử văn chương từ phú, Dương Tu từng có vinh hạnh đọc qua vài bài, lời văn sáng hơn nhật nguyệt, không có điểm gì Dương Tu có thể bình phẩm. Dương công tử, huynh quá khách sáo rồi. Sáng tác của người đời cũng không thể không có khuyết điểm. Ta cũng thường chỉnh sửa từ phú giúp bằng hữu đó thôi. Theo ta thấy, từ phú của công tử dù rất tráng lệ, nhưng so với văn phong trao chuốt của đám người Trần Lâm cao hơn một bậc. Thể hiện ở sự chân tình trong từng câu thơ, thẳng thắn và có chí khí. Lý tưởng của công tử chắc không chỉ dừng lại là một nhà thơ đúng không? Ta còn trẻ tài đức kém, nhờ công lao của gia phụ mới ngồi lên vị trí cao. Sao có thể coi văn thơ làm công lao, từ phú làm quân tử được chứ? Ta cố gắng hết sức mình, bảo vệ giang sơn xã tắc, tạo phúc cho bá tánh. Cả đời xây dựng sự nghiệp, lưu tiếng thơm ngàn năm. Đức tổ đúng là hiểu ta như tri kỷ, chỉ hận ta quen biết đức tổ quá trễ. Thần xuất thân từ gia đình quyền cao chức trọng, nhưng trong thời buổi quốc gia gặp khó khăn như vậy, chí khí của thần, niềm tự hào của thần và đau khổ của thần cũng giống như công tử vậy. Tư không có thể đánh bại Diên Thiệu, bình định Hà Bắc là chuyện sớm muộn. Trung Nguyên điêu tàn sơ sát, khắp nơi hoang phế, bá tánh ly tan. Thiên hạ đúng là đang cần một người có chí lớn và tấm lòng nhân ái như công tử cứu giúp. Tư không coi trọng công tử như vậy, kỳ vọng gì ở công tử, chắc công tử cũng hiểu rõ. Thiên hạ này chỉ dựa vào nỗ lực của một người thì không thể làm gì được. Ta chỉ mong cùng đức tổ nỗ lực vì sự nghiệp cả đời, để tiếng thơm ngàn năm. Ta nguyện chết vì tri kỷ, không hề hối tiếc. Đức tổ. Nàng tỉnh rồi sao? Ở đây là đâu? Đây là Cửu Tuyền. Nàng chết rồi, ta tự dẫn theo nàng. Chàng lừa ta. Rõ ràng không phải. Nàng từng chết một lần rồi mà, sao nàng vẫn khờ vậy? Nàng nói là chúng ta cùng nhau đi đầu thai. Ta cứ nghĩ là sẽ tự dẫn theo nàng rồi chứ. Đây là quân doanh sao? Đúng vậy, đây là doanh trại của Tào Tháo. Chỉ có Quách Gia mới cứu được nàng thôi, cho nên ta đã mang nàng về đây. Không ngờ là Quách Gia lại dùng máu của chính mình để cứu nàng. Tại sao chàng lại mang ta về đây? Tào Tháo sẽ không buông tha cho ta đâu. Ta thà chọn cái chết cũng không muốn tiếp tục làm đường Dương Phi. Ta không muốn trở về thân phận Dương Phi như trước. Tại sao chàng không trực tiếp đưa ta trở về Uyển Ôn chứ? Đường Anh, ta từng hứa với nàng sẽ đưa nàng trở về, thì nhất định sẽ đưa nàng trở về. Tào Tháo không thể nào cướp phu nhân của ta được, ngay cả ông trời cũng vậy. Bây giờ ta đưa nàng đi. Tào Tháo, hắn sẽ không để ta đi đâu. Nghĩa Hòa đã ép Tào Tháo đồng ý rồi. Từ nay về sau,
trong thiên hạ không còn Đường Dương Phi nữa. Nghĩa Hòa và Phục Thọ đã nói, một khi có cơ hội, họ sẽ trốn khỏi cung để uống rượu hỷ với chúng ta. Chàng nói thật sao? Bên ngoài xe ngựa cũng đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Bây giờ chúng ta có thể xuất phát ngay. Nàng có cần thu dọn đồ gì không? Đêm khuya gió mát, ta cướp dâu thôi. Trọng Đạt, Trọng Đạt, Trọng Đạt, Trọng Đạt. Sao đệ lại tới đây? Chúng ta từ biệt rồi không phải sao? Đây là địa bàn của Tào Tháo đó. Huynh và Đường tỷ tỷ sắp đi, sao đệ có thể không tới tiễn hai người được chứ? Khi trở về đệ cũng nên cẩn thận một chút. Thứ đệ đối mặt là Hứa Đô, có thêm một Tào Tháo, đừng để bị bọn họ ăn tươi nuốt sống. Huynh yên tâm đi, hoàng đế này đã khác với hoàng đế trước kia rất nhiều rồi. Đệ biết rõ phải làm gì để bảo vệ mình và cả Tư Mã Gia nữa. Đừng quá khoác lác. Cho dù huynh đang ở Ôn Nguyện hay là ở nơi nào khác, chuyện của đệ cũng sẽ được truyền tới tai của huynh. Huynh cứ đợi mà nghe đi. Ra ngoài lang bạc một thời gian, chuyện đệ học giỏi nhất là nói khoác, có đúng không? Suốt mười mấy năm đều là huynh làm tấm gương sáng cho đệ, đệ phải nhờ người khác dạy dỗ nữa hay sao chứ? Ta thấy Đường Anh, đa tạ đệ. Huynh và Đường tỷ tỷ hãy tận hưởng cảnh thiên hạ thái bình này đi. Để giờ đệ muội cũng học hỏi bọn ta đi. Cho dân xuất trình lệnh bài. Trọng Đạt đi rồi sao? Đúng vậy, Trọng Đạt không thuộc về quan trường. Sau khi chung một đoạn đường, cuối cùng cũng đã thành người dân rồi. Trẫm muốn giữ người cũng không thể giữ được. Thần biết rõ huynh ấy về quê là vì bệ hạ. Trẫm cũng biết sau khi về tới Hứa Đô, trẫm và ngươi có lập trường khác nhau, nhưng mà trẫm sẽ mãi mãi không quên cảnh tượng ngươi xông lên núi để cứu trẫm. Là do thần nói chuyện không đúng phép tắc, mong bệ hạ thứ tội. Thần cáo lui. Đường kiếm của ngươi hôm nay sát khí vô cùng tàn độc. Sao vậy? Ai đã đắc tội với ngươi? Sư phụ, có phải sư phụ vẫn luôn cho là phụ thân của con đã giết đệ đệ của sư phụ? Sao vậy? Chẳng lẽ không phải sao? Thật ra người hại chết đệ đệ của người không phải là phụ thân con, cũng không phải là Đường Anh, mà là người đã bán đứng đệ đệ của người. Là ai? Là thiên tử. Thank you.
Quách Phụng Hiếu, thật ra chàng là người tốt. Với Quách gia mà nói, đây đúng là một lời nhận xét khó xử. Đời người cuối cùng cũng phải chia ly. Nhận xét của ta về Quách Phụng Hiếu chính là câu nói này. Nàng muốn đi sao? Ta đã gặp Tào Tháo. Nàng vẫn không thể buông bỏ thù hận hay sao? Đó không phải là thù hận của một mình ta, cũng không phải thù hận của một mình Lữ Bố, mà là hơn ngàn người. Những người đang sống sờ sờ bị diệt chết ở ngay trước mắt ta. Vào lúc Tào Công quyết định dìm chết người ở Hạ Phì, cũng có ta. Nhưng mà... Đừng nói nữa, là chàng khiến ta quên hết những chuyện này. Ta cũng không muốn nhớ lại nữa. Hồng Sương à, ta và Tào Công cũng từng bị bao vây trong biển lửa. Ta cũng biết là biển lửa là thứ vô tình. Ta hiểu rõ hơn bất kỳ ai. Nhưng mà ở trên chiến trường, không thể không dùng tới nó. Bởi vì như vậy mới có thể kết thúc chiến tranh nhanh nhất, khiến các bên ít thương vong nhất. Tri thức mà các người có được chính là tìm kiếm phương pháp giết người hiệu quả nhất sao? Ta muốn tìm kiếm phương pháp hiệu quả nhất là không cần giết người. Đã tìm được chưa? Có. Là khi nàng xả thân giết Đổng Trác, cứu Bá Tánh ở Hán Thất, là phò tá một minh chủ, kết thúc chiến tranh, cày ruộng dệt vải, nam nữ yêu nhau, đây mới là thế giới bình thường. Cực khổ của Bá Tánh trong thời cuộc này đã quá nhiều rồi. Ta vẫn luôn nghĩ tới một ngày, nếu như ngày đó thật sự đến, nàng vẫn ở bên cạnh của ta, là ta đã mãn nguyện rồi. Nàng còn muốn đi nữa không? Khắp nơi đều là chiến trường, ta chỉ muốn nhìn ngắm nhân gian. Sao huynh nhớ cô ở đây? Ta đang chờ huynh đó. Làm sao huynh biết ta sẽ quay lại? Vì cô ấy, vì cô ấy chuyện gì huynh cũng dám làm. Nếu như ta biết sớm quan hệ của huynh và cô ấy, có lẽ ta sẽ giúp huynh đánh bại hộ vệ của Nghiệp Thành. Nếu làm như vậy, chắc ta cũng sẽ không phải đi tới bước đường này. Được rồi, không nói nữa. Tóm lại, đa tạ huynh đã cứu ta. Tạm biệt. Thẩm báo phụ của Mô Yên mã đẹp rồi, huynh cũng về quê tiếp tục việc học đi. Tính cách huynh trong sáng lương thiện, đúng là không thích hợp bị cuốn vào dòng xoáy này. Ý huynh nói là ta ngốc chứ gì? Không, ta thực sự rất vui mừng vì quen biết một bằng hữu chân thành giống như huynh. Huynh không có nợ ta thứ gì hết. Tào Tháo có giả tâm, bản thân huynh nên cẩn thận đó. Ta sẽ không dính dáng vào cuộc phân tranh của bọn họ nữa. Một người như huynh gặp phải thời cuộc hiện nay, huynh không thể thoát được đâu.
Chắc. Bỏ trùng. Cấp báo, có cấp báo. Quan độ cấp báo. Đưa lên đây. Đại thắng rồi, quan độ đại thắng rồi. Viên Thiệu toàn quân bị giết, chạy về Nghiệp Thành thổ huyết mà chết. Hà Bắc hoàn toàn được bình định rồi. Không ngờ là sách lược phải mất 10 năm lại thành công chỉ sau một trận đánh. Tốt quá. Như vậy đúng là làm lòng người vui mừng. Đúng vậy. Như vậy bá tánh Hà Bắc tránh được khổ ải chiến tranh 10 năm. Đúng vậy. Bái kiến lệnh quân. Mãn phu quân tới là vì tin chiến sự sao? Viên Thiệu đã chết, Hà Bắc đại thắng rồi. Thuộc hạ đã nghe tin báo rồi. Chúc mừng Tư Không, chúc mừng lệnh quân. Thuộc hạ tới đây vì có chuyện cần bẩm báo. Là chuyện gì? Có hơn 100 sĩ tử từ Hà Bắc đã tới Hứa Đô. Bởi vì không có văn thư gì, bây giờ đang tụ tập ở ngoài thành. Không có lệnh của lệnh quân, thuộc hạ không dám để bọn họ vào thành. Sĩ tử Hà Bắc tới đây sao? Mau lên. Đi qua đi. Này, qua đây. Vị này là tuân lệnh quân có đúng không? Được rồi, đi qua đi. Học trò bái kiến lệnh quân. Đi qua đi. Các vị miễn lễ. Các vị từ Nghiệp Thành tới đây có phải không? Bẩm lệnh quân, đúng vậy. Chúng học trò bị Viên Thiệu lừa tới Nghiệp Thành, lại bị thẩm phối phái binh tới trấn áp, suýt nữa mất mạng. Trong lúc bạo loạn, may có quý nhân trợ giúp, kêu học trò tới Hứa Đô cống hiến cho triều đình. Hy vọng lệnh quân thu nạp. Các vị là tinh hoa trong giới học thuật, đã tới Hứa Đô là vinh hạnh của nhà Hán. Mãn phu quân, mời mấy sĩ tử này vào trong thành. Mỗi ngày sắp xếp y phục, thức ăn và phòng ốc sạch sẽ. Tạ lệnh quân. Tạ lệnh quân. Lúc nãy ngươi nói gặp được quý nhân. Quý nhân là ai? Có cùng tới Hứa Đô không? Quý nhân là thiên tử. Nghiệp Thành. Tội thần Thôi Diễm khấu kiến bệ hạ. Khấu kiến Tào Tư Không. Tội thần dẫn đầu các quan viên Nghiệp Thành dâng lên hộ tịch Nghiệp Thành, xin được quy hàng. Tất cả tội cạn một mình thần gánh chịu. Thần cầu xin bệ hạ và Tào Tư Không miễn xá cho bách tính ở trong thành. Viên Thiệu đã chết, các vị chẳng qua cũng chỉ làm theo mệnh lệnh. Sao ta có thể trách tội chứ? Ta trừng trị kẻ ác, sẽ không liên lụy thần dân bách tính. Đa tạ Tào Tư Không. Con của Viên Thiệu ở đâu? Ngày công phá thành, con của Viên Thiệu lưu vong tứ hướng. Trưởng tử Viên Đàn chạy về hướng Nam Bì, nhị tử Viên Hy và tam tử Viên Thượng đều chạy về hướng Ô Hoàng. Ô Hoàng? Nếu bọn họ liên thủ Ô Hoàng tấn công Trung Nguyên, vậy thì phương Bắc sẽ lại bạo loạn nữa rồi. Ký Châu có 30 vạn binh giáp, đúng là nơi thịnh vượng.
Thần có một lời, dù có chết cũng phải nói. Hiện tại thiên hạ chia cách, cửu châu chia cắt, huynh đệ họ Diên tìm đến chiến tranh, Lệ Dân ký châu phơi xương đồng quan. Nhưng mà Dương sư vừa tới không hề hỏi han tới một câu, làm sao cứu sinh linh ở nơi lầm than mà lại vui vì nơi đây có nhiều binh giáp. Đây có phải chính là sự kỳ vọng của bách tính Hà Bắc đối với Minh Công hay không vậy? Đại phu yêu dân như con là phúc của bách tính ký châu. Tào Tư Không trừng trị kẻ ác, miễn mọi thuế khóa, kiểm đếm hộ khẩu, gần gũi với bách tính. Thật ra Tào Tư Không đã sớm nghĩ tới, có đúng không? Nghe nói ký châu nhiều hào kiệt, hôm nay được gặp đúng là không sai. Từ khi Đổng Trác bạo loạn tới nay, bách tính ký châu chìm trong chiến tranh, dân chúng lầm than. Mỗi lần nghĩ tới thật sự đau xót. Hôm nay quy về một mối, ta sẽ miễn thuế khóa của ký châu một năm để giúp cho dân chúng an cư lạc nghiệp. Nếu vậy, thần thay mặt bách tính ký châu tạ ơn bệ hạ, tạ ơn Tào Tư Không. Thần đánh bại Diên Thiệu, thống nhất Trung Nguyên, vẫn phải tạ ơn bệ hạ và nương nương vượt qua đao kiếm đích thân tới Quan Độ, còn dấn thân mạo hiểm ra chiến trường và khiến lòng người trong thiên hạ hướng về phía thần. Lòng người thiên hạ không phải đồ chơi mà nhường cho ai cũng được. Chính nghĩa được ủng hộ, tà đạo không ai theo. Sở dĩ Tư Không có thể chiến thắng được Diên Thiệu cũng là vì Diên Thiệu theo tà đạo, nên Tư Không mới được bá tánh khắp Hà Bắc đồng lòng ủng hộ. Tào Tư Không có thể mưu lược cao hơn Diên Thiệu một bậc, nhưng mà có thể giữ được Trung Nguyên hay không còn phải xem Tào Tư Không sẽ tiến hành thực thi loại chính nghĩa nào. Hai từ chính nghĩa này đúng là lần đầu tiên thần nghe nương nương nhắc tới nó. Người vẫn chưa chết ở Từ Châu, cũng muốn biết là chính nghĩa hôm nay Tư Không thực hiện so với sau này có gì khác nhau đi? Thì ra vào lúc đó nương nương vẫn ở quê nhà. Đúng, 10 vạn bách tính Từ Châu không còn một ai, nhưng vẫn có một người thay bọn họ hỏi Tư Không một câu. Câu hỏi của nương nương cũng sẽ được lưu lại trong sử sách. Nếu thần không nghe một câu trách mắng, sao xứng với việc bệ hạ nương nương đích thân bôn ba? Sao xứng với 10 vạn bách tính Từ Châu? Sao xứng với tướng sĩ đã chết trong suốt 10 năm chinh chiến chứ? Câu này của nương nương thần đã ghi nhớ. Khởi bẩm bệ hạ, Tư Không, gia quyến của Diên Thiệu đã tới. Diên Thiệu một đời anh hùng, sau khi chết các con ly tán,
gia quyến không ai bảo vệ. Hổ phụ khuyển tử khiến người ta thương cảm. Tử Hoàng, Tử Kiến, giao bọn họ cho mẫu thân các con thu xếp, cung cấp thức ăn y phục. Dạ. Ngụy Văn, chàng, thì ra chàng là con của Tào Tháo. Hỗn sực, dám gọi thẳng tên của phụ thân ta sao? Sao vậy? Ngươi biết nó sao? Ta và huynh ấy có hôn ước. Hôn ước? Nó còn không hề bẩm báo cho phụ thân như ta được biết. Phụ thân, con ở Nghiệp Thành cứu người, bất đắc dĩ đã phải làm vậy, xin phụ thân giáng tội. Ngụy Văn, ta không quan tâm thân phận thật của chàng là gì, ta chỉ cần một câu nói của chàng thôi. Hôn ước của chúng ta là thật hay là giả? Nếu như nó là giả thì ta cậu xin được chết. Ta cũng không muốn rơi vào tay kẻ thù để chịu nhục. Tào Tư Không, công tử và chân cô nương yêu nhau thật lòng. Hơn nữa công tử đã hứa sẽ kết hôn với chân cô nương đây. Mặc dù hai người họ tự mình quyết định hôn sự là không đúng phép tắc, nhưng mà chân cô nương từng cứu Cẩm và công tử, vậy nên vẫn mong Tào Tư Không tác thành cho họ. Nhi tử của ta nhất ngôn cửu đỉnh, nếu bệ hạ đã làm chủ hôn, vậy ta ban cô nương này cho con đó. Không ngờ là một cuộc đại chiến lại là vì thành toàn cho con của ta. Con đa tạ phụ thân, tạ ơn bệ hạ. Dạ. Nhị ca, huynh được lắm đó.